thì vẫn nhắc lại thôi là những cái từ trước giờ mình học ấy, nó là financial statement under IFRS, thế còn đây là under UK GAAP. Thì ở UK nó cũng giống như ở Việt Nam, sắp tới, không phải là hiện tại mà sắp tới, có một bộ phận doanh nghiệp là bắt buộc phải lập báo cáo tài chính theo IFRS, thế còn một bộ phận doanh nghiệp còn lại là lập theo UK GAAP. Là giống như Việt Nam mình sắp tới cũng thế đấy, sẽ có một nhóm doanh nghiệp là bắt buộc năm 2025 ấy, không phải bây giờ, một nhóm doanh nghiệp bắt buộc phải lập báo cáo tài chính theo IFRS, nếu còn cái nhóm còn lại thì vẫn có thể lập theo VAS bình thường, thì UK cũng thế. Đó. Thì UK GAAP nó là viết tắt của UK General Accepted Accounting Principle hoặc Accounting Practice, tùy từng người, có người nói principle, người nói practice. Thì cái thằng UK GAAP này nha, mà apply for private unlisted này, partnership and sole trader. Thế còn cái thằng listed ấy, thông thường cái thằng listed ấy, là phải theo IFRS rồi, vì nó list ở trên sàn London Stock Exchange. Thế còn những thằng còn lại thông thường là SME thôi, Small and Medium Companies, thì nó sẽ apply UK GAAP. Việt Nam mình sắp tới là cũng như thế. Thì một cái hệ thống legal system của UK GAAP bao gồm Company Laws này. Từ đây chính là Company Act năm 2006 ấy. Mình có UK Standard này, Listing Rules và IFRS. Tuy nhiên hai cái này thì nó apply cho cái thằng, cho những cái thằng còn lại. Thì ở đây, ở trong cái chat này chủ yếu mọi người để ý cái thuật ngữ này. Tại vì cho dù dù nhiều dù ít thì nó đều là Company Financial Statement. Thế là thì gì gì nó vẫn phải là Financial Statement. Nó sẽ có sự khác biệt nho nhỏ về mặt nội dung, tuy nhiên khác biệt lớn nhất về mặt thuật ngữ. Chứ không thể nào ví dụ như chẳng hạn là theo IFRS mình gọi cái thằng này tài sản, mà bây giờ sang UK GAAP mình lại bảo cái thằng này không phải tài sản là nợ. Không bao giờ có chuyện này xảy ra. Nó chỉ có thể là phân loại, nếu có sự khác biệt giữa mặt phân loại. Theo IFRS ngày xưa bạn gọi cái thằng này là cái loại tài sản này, thì bây giờ theo UK GAAP bạn vẫn gọi nó là tài sản, nhưng mà nó lại loại tài sản khác. Thế thôi. Chứ không thể nào một thằng mà ngày xưa theo IFRS là tài sản, bây giờ lại là một cái món khác, không phải tài sản nữa. Nên thực ra cái thằng này nó cũng chả có vấn đề gì đâu, nghĩa là nó vẫn là financial statement. Hiểu điều là cái khác biệt nhiều nhất ý, chính là về terminology, về term. Thì ví dụ như ở đây cái term của mình, thứ nhất người ta hay dùng từ account, statutory account. Thì thực ra cái này chính là cách gọi khác của financial statement in UK. Bản thân bạn vào những cái website của UK, ví dụ như Financial Reporting Council, thì bạn sẽ thấy nó dùng account, và lúc nào cũng dùng là filling account. Đó, thằng này nó chính là financial statement. Thế còn trường hợp những thằng listed thì nó phải có independent auditor bắt buộc như cái này. Cái này ở Việt Nam mình cũng thế, mà nó chắc là mọi người đều quen thuộc rồi, cứ listed là phải có independent auditor. Đó, thiếu một cái số thơm như sau, đây nó không ngon. Ở đây nó không ghi nhỉ, không ghi thì mọi cho mọi người xem ở đây vậy. Mình có một số terms như sau. Thay đổi thì mình nhớ học cái thay đổi, vì mình thi trắc nghiệm máy, cũng nhắc lại mình thi trắc nghiệm máy nhiều khi để nó chỉ hỏi mình cái này có nghĩ tương đương là gì. Another meaning chẳng hạn. Đây. Thì ví dụ như là theo international terms mình gọi là statement of profit or loss, thì theo UK nó là profit and loss account.
hoặc mình gọi nó là income statement. Đây là cách mình hay quen vừa gọi ở Việt Nam đây. International term gọi là statement of financial position. Thì mình gọi balance sheet. Non-current asset, now we call it fixed asset. Carrying amount, net book value. Đây là cái cô hay dùng mà. Đó. Carrying amount, net book value. Inventories in our core stock. Receivable, debtor. Irrecoverable debt, bad debt. Irrecoverable debt expense, bad and doubtful debt expense. Allowance for receivable. Under UK term, it should be allowance for doubtful debt. We have retained earnings. Under UK terms, it means retained profit or retained reserve. Payable, creditor. Non-current liability. Now creditors, amount falling due after more than 1 year. Current liability, still creditor, amount falling due in less than 1 year. Revenue, in UK we call turnover. Finance cost, in UK we call interest payable. And income tax, taxation expense. Đây là một số cái terms nó có sự thay đổi. Thì một số thằng bạn người đã gặp, mọi người thấy gặp vài lần rồi, chắc là kiểu đã quen rồi. Ví dụ những cái thằng trên này, đây là profit, income statement, balance sheet, fixed asset, net book value. Những cái thằng này các bạn đã gặp vài lần vì vì dùng quá nhiều trong những môn học khác chẳng hạn, quen rồi. Những thằng khác thì nó có thể hơi lạ một tí chỗ này. Đó, đây là về mặt terms nha. Thì để ý mấy cái này vì đôi khi nó có những câu hỏi kiểu dạng như thế này này. Đâu nhỉ? À, đây. Đây, có những câu hỏi kiểu dạng như thế này. Creditor falling due after more than 1 year, equivalent to current liability. Thì câu này là false, vì creditor falling due after more than 1 year. Thì nó là non-current. After more than 1 year, non-current. Hay ví dụ non-current asset, thì mình gọi là fixed asset, thì cái này đúng. Đó. Đôi khi nói có những câu nó chỉ cũng mỗi như thế là hơi buồn cười ấy. Thì cái đó mọi người học thuộc cái term. Cái term này trong slide không có nha, trong sách mới có. Cái khác nữa là khác về fixed asset. À quên, sorry, khác về format template. Thì bình thường khi mọi người học theo IFRS format ý, cái thằng statement of financial position các bạn sẽ lập asset trước, xong rồi đến equity, xong rồi đến liability. Chắc này còn nhớ. Bình thường khi mình học theo đó thì cái đây cái financial statement bạn trông như thế này. Khác biệt về mặt format để được trình bày thôi. Đây là một thằng mà chat số 12 đây, có gửi cho mọi người này. Đây chat số 12 gửi cho mọi người cái thằng này. Thì format của mình nó tuân thủ đúng này. Statement of financial position này. Bạn sẽ có năm current asset này, current asset. Rồi mình trình bày về asset trước. Thế xong rồi bạn trình bày sang equity này. Hết equity mình sang non-current liability này và current liability. Đấy là cách trình bày theo IFRS, nó có format rồi. Bạn thấy nó hơi ngược.
theo UK Gap, theo UK Gap nha, bạn lại ghi cũng asset trước, fixed asset này thì vẫn là non current asset trước. Thế xong rồi bạn cũng làm đến current asset này, không có gì khác đó. Thế nhưng mà sau đấy bạn sẽ có creditors amount falling due within 1 year, và dưới này mình sẽ có net current asset. Dưới net current asset mình mới có total asset less current liability. Net current asset là gì? Nhớ lại cái net asset nhé. Net asset thì bằng asset trừ đi liability. Thế thì cái net current asset này này, nó chính bằng current asset mà trừ đi creditor amount falling due within 1 year. Thế xong total asset less current liability. Đó, thì lúc đấy mình lấy toàn bộ tài sản là total hai cái thằng này trừ đi phần creditor amount falling due within 1 year. Thế xong sau đấy mới bổ sung thêm cái phần creditor amount falling due after more than 1 year. Và cuối cùng tính net asset. Net asset chính là asset nha, trừ liability nha. Thế xong rồi dưới cùng họ mới dùng, họ mới trình bày về capital and reserve. Thế thôi, thì nghĩa là cái trình tự người ta trình bày nó sẽ hơi khác với cả trình tự của IFRS. IFRS là trình bày tài sản, xong đến equity, xong đến liability. Thế còn ở đây là trình bày asset, xong rồi đến liability, và xong đến equity. Ngoài ra họ dùng thuật ngữ net asset. Đó, net asset, net current asset, xong đến total asset less current liability và gồm net asset. Thế còn cái profit and loss account thì gần như là giống nhau, gần như là giống nhau thôi, không phải giống hoàn toàn. Profit and loss account thì nó vẫn có turnover này, cost of sale này, xong mọi người tính gross profit này, gross profit xong mọi người trừ đi distribution cost này, admin expense này, thì xong sau đấy trừ other operating income, operating profit này, đó, interest payable này, profit before tax, tax và bình thường after tax. Cái này vẫn vẫn gần như là giống, không phải giống hoàn toàn, nó hơi khác ở chỗ này. Thì đây chỉ là về mặt format thôi để mọi người biết là nó như thế thôi, chứ còn thực ra là turnover thì vẫn là revenue, cost sale thì vẫn thế, distribution cost thì không khác gì. Tức là ngày xưa cái gì bạn gọi đó là distribution cost thì bây giờ nó vẫn phải là distribution cost, chứ không thể chỉ vì thay đổi mà nó thành một cái khác được. Thì chapter 14 chủ yếu liên quan đến terms. Thế thôi, thì để ý những cái terms như vậy. Thế còn để mọi người còn có chỗ này là nó để hiểu hơn về về cái UK Gap thôi, thì cái này giống như ở Việt Nam không khác gì. Thằng listed company cũng thằng niêm yết thì nó phải 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 prepare financial statement follow international terminology and format, hay nói thẳng là nó phải prepare statement follow IFRS. Việt Nam mình sắp tới cũng thế, mấy thằng listed là phải tuân theo IFRS. Thế còn những thằng non listed thì tùy. Nhưng mà tùy tức là gì? Tức là mày có thể làm theo UK Gap hoặc mày có thể làm theo IFRS, tùy. Thế thôi, thì bài tập của chat này nó cũng dễ vì nó toàn những cái đơn giản như kiểu này. Gap stand for ở chắc này biết General Accepted Accounting Practice. Đó. Thế xong nó hỏi là which of the following are responsible for preparation of company annual statement? Yeah. Cái này thì chả phải ở UK đâu. Ở đâu mà chả là board of director responsible for preparation of company annual statement. Thì này chắc là ai cũng biết. Thế thôi, em tính thử câu này xem. Nó ra đáp án D, em tính thử nó ra D được không? Thì đây nó chỉ dùng first in first out và bắt bạn tính closing stock, tức là closing inventory. Nên bài tập nó rất chia cơ bản tính closing inventory.
chính sự xem đáp án là D, em có ra D không? Câu này có cần chữa không nhỉ? Chắc mọi người đều làm được nhỉ? Vì thế này chắc nó dễ quá rồi. Nó chỉ khác về mặt thuật ngữ thôi. Có cần phải chữa cụ thể ra không nhỉ? Nhỉ? Bước sang câu này nhé. Thằng này cũng chỉ đơn giản là Easy equity share nominal value 2 pounds each at price of 3.55 for cash each. Lúc này là lại là B được nhỉ? EC 250 ngàn equity share nominal value 2 pound each. Thì cái chỗ đấy nó cũng đã phải là 500 ngàn rồi chứ. Làm sao mà có thể là 250 được? Nó sẽ là C nha. Cái này chính là issue share hôm trước mình vừa học xong. Issue 250 ngàn equity share nominal value là 2 pounds. Thì phần credit share khác thì là 500. Cái phần vượt trội hơn là 1.55 có một cái thì sẽ phải đi vào share premiums. Ngoài ra debit khá rất banh. Đó, đây cũng vậy này. Các bạn có thằng này nó có extract coin balance, extract strong trial balance tại ngày 31 tháng 12, tức ngày cuối năm đây. Ngày này cũng là cuối năm rồi này. Retain profit nhé, là từng này. 10% debenture issue là từng này. Debenture interest paid là từng này.
Nó bảo mình là operating profit for year end là 520, corporate tax for year end là 156. Thì nó hỏi what the figure for retained profit in balance sheet at year end. Thì tính thử xem có ra đáp án A không, chả biết đúng hay sai. Thấy đây nốt là A, tính thử xem có ra được A không. Chưa chắc là đúng đâu nhé, giống như câu trên này này. Ghi là B mà nãy là thành C đấy. Okay. Câu này chắc là chỉ cần lấy câu này chắc là chỉ cần lấy mỗi cái thằng này thôi, trừ đi 10% của thằng này, cẩn thận đừng nhầm nhé, một số bạn là nhầm là trừ đi cái phần này đấy, interest của nó là 130 cơ, 10% debentures nha, thì 130 cơ, chẳng qua là trong cái đống 130 đấy thì nó mới trả hết này, nó mới trả có 65. Thế còn tính về mặt expense nha, interest expense là phải là 130. Thì cái thằng đấy profit trong năm sẽ là 520 nhé. Trừ đi 130 từ cái này nhé. Trừ đi 156 tax nhé. Thì bạn mới ra cái profit. Thực sự đây mới chỉ là operating profit thôi. Mình phải tính xong mình mới ra được profit after tax. Thế xong mà đấy là profit after tax cộng với cái thằng này. Thì nó vẫn ra đáp án A đấy mọi người. Câu 7 thì cái nào thì not recorded in a company cash bank account thì chỉ hiển nhiên là cái này rồi, bonus DC học rồi, thằng này chỉ ảnh hưởng nó chỉ là sự dịch chuyển các cái nguồn reserve thôi, thằng này nó chỉ dịch chuyển từ trade premiums
Sunshine Capital thôi. No cash inflow. Đó. Thế còn sale thì chắc chắn là sale forecast đây này. Thì hiển nhiên là tăng tiền này. Thì nó phải record forecast bank. Đây nó hỏi là not nha. Hay reset of loan from bank hiển nhiên là tăng tiền debit cash này. Purchase forecast of share credit card mất tiền này, chỉ mỗi thằng này nó dịch chuyển từ share premium sang share capital. Mà bao giờ bạn yêu sắp hết share premium rồi thì người ta dùng sang retain own. Câu 6, câu 6 bị lag ha. Câu 6 bạn chỉ cần tính được đây, câu 6 mình tính được profit after tax nhé. Thì bằng mình, ôi chết, lộn. Mình có operating profit này, tức là profit này bạn mới lấy turnover trừ đi cost of sale thôi. Profit này mới lấy turnover trừ cost of sale nha. Còn mình muốn tính profit after tax thì 520 này. Xong rồi bạn trừ đi phần interest payable. Thì đằng này có phần interest của cái này 10% debenture 1.300 mà nhân với 10% mỗi năm chứ không phải 65. Cái chỗ nhắc con nhắc lại vì rất nhiều bạn nhầm là 65. Đây là phần đã trả tiền thấy. Thế còn debenture interest cả năm là 130 cơ. Và trừ đi 156 là phần tax thì bạn sẽ ra được đây là bao nhiêu đấy. Không biết ra được bao nhiêu, nhưng tóm lại bạn lấy cái số này, xong rồi bạn cộng với retain profit tại thời điểm đầu năm này. Vì retain profit đầu năm xong cộng với lãi trong năm đấy nữa thì bạn ra được đáp án A. Đó. Thế thôi, ok nhỉ. Thì bài tập chapter 14 chỉ có từng này thôi mọi người ạ. Thế còn chủ yếu thì như đã nói, chapter 14 cái hay hỏi nhất hoặc là cái gọi là khác biệt nhất so với những gì mình học đấy chị. Đấy chính là terms. Thế nguyên tắc là còn nguyên tắc làm việc giống nhau, giống như ở đây này. Nguyên tắc làm việc giống nhau có gì khác đâu. Các bạn mới phải tính được stock hay cái chỗ này cũng thế. Không khác biệt gì. Tức về mặt nội dung kiến thức thì không khác biệt gì từ trước giờ mình học, nó chỉ khác về terminology thôi. Đó, thì đó là chap số 14. Có ai thắc mắc gì cái chap số 14 này không nhỉ? Thì ngoài thắc mắc thì chat số 14 thì mình sang chat số 15, 15 nha. Chat 14 nó cũng đơn giản. Nhớ thuật ngữ thôi. Thì trong sách không nhớ có gửi lớp mình sách chưa nhỉ? Hình như gửi rồi đúng nhỉ? Cái quyển sách này này. Chắc là lớp nào cũng gửi rồi ấy. Nói chung là não cá vàng nên là nên là không biết gửi chưa. Cái quyển sách này này. Ô chưa gửi cơ à? Chết. Đấy. Khổ. Não đi chơi hơi xa. Thế lại gửi ở đây cho mọi người nha. Để mọi người lấy nguồn đọc đi, trong slide nó có gì cả. Chap số 15 thế. Chap số 15 là đọc sách nhé. Cái slide nó cũng chả có gì để đọc cả.
Tuy nhiên thì sách này cũng mọi người cố gắng không có share bên ngoài nhé, vì cái sách này thuộc IDW, nó có bản quyền, nó chỉ mỗi thế thôi chứ còn thực ra chả có vấn đề gì. Mọi người có thể share với nhau trong nội bộ trong lớp không vấn đề gì, nhưng mà đừng kiểu up nó lên mạng ấy, nếu không là người ta sẽ đánh bản quyền các bạn đó. Share nội bộ với nhau không vấn đề gì, share nội bộ một vài người với nhau thôi, còn như trong lớp mình share với nhau, các bạn có thể share cho bạn bè của mình ấy, chứ đừng up lên kiểu up lên những cái trang mạng xã hội hoặc là những cái trang công khai như kiểu Twitter, Facebook các thứ. Vì cái bọn này nó không giống cái bọn, nó không giống bọn ACJ, sách của ACJ nó lên mạng nó đầy rồi, sách ACJ lên mạng nó tùm lum tùm la rồi thì không có vấn đề gì. Nhưng mà cái bọn này thì nó giữ bản quyền dễ gay gắt lắm, các bạn lên Google mà tìm không tìm được sách đâu. Nha, chỉ có lưu ý mỗi cái vấn đề đấy thôi, tránh trường hợp mà lại đi share, nhất là nhà trường hợp này thấy cô thấy nhiều thầy cô kêu lắm, nhưng mà không biết lớp mình có dính không. Đấy là tất cả những cái tài liệu học trên lớp này này, xong rồi biết lớp mình có dính không thôi, nhất trường hợp này những cái tài liệu học trên lớp này này. Thế xong rồi một số bạn hay đi học thêm bên ngoài ấy, và thế là cái bọn học thêm bên ngoài, mà cái bọn lại thêm bên ngoài ấy, nó cứ hỏi là có tài liệu gì không gửi cho nó ấy. Thế là mọi người gửi, thì thực ra là mọi người có thể thấy cách làm của cô là cũng chả cần mọi người ghi gì, thế là bảo mọi người chả cần ghi gì cả, tất cả mọi thứ cô được gửi. Thế nhưng mà có lẽ là đấy là sự tôn trọng nhau tối thiểu thôi, tức là khi mà cô gửi cho mọi người thì đấy là công sức của cô làm ra. Tất nhiên tài liệu này thì vẫn là tài liệu của bộ môn, tức là công sức của các thầy cô giáo trong bộ môn làm ra, thì thôi mình học mình biết thế thôi chứ đừng gửi cho ai cả. Cái này nó là về mặt gì ấy, gọi là không biết về mặt cái gì, đạo đức à, hay gọi là gì, chả biết được gọi là cái gì nữa. Thì có thể cô thấy bình thường thì gửi cho ai gửi, nhưng mà rất nhiều thầy cô giáo khác là không thích cái việc đó, tức là mọi người gửi, hoặc là một số bạn nhá bị dính trường hợp này này, cái này rất chi nguy hiểm nhá, thì tiện để nhắc luôn. Đấy là trường hợp mà mọi người có những cái bài mà kiểu bài 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 test làm ôn luyện ấy, vì mọi người thi trắc nghiệm máy, rất nhiều thầy cô hay 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 giúp đỡ các bạn bằng việc cho bạn ôn luyện những bài test trước online ấy. Thế nhưng mà vì thực tế là cái này chia sẻ thật lòng thôi, vì một số bạn có cái xu hướng là đi học thêm bên ngoài, không vấn đề gì việc mọi người học thêm cả. Thế nhưng mà khi bạn đi học thêm bên ngoài ấy, thì những cái người dạy thêm đó họ cứ hay hỏi mọi người là có câu hỏi trắc nghiệm thì gửi cho anh hoặc gửi cho chị. Thế là lúc mọi người được làm những bài ôn luyện đấy, các bạn gửi như chụp ảnh gửi hết lại ra bên ngoài ấy. Thế là cuối cùng các bạn hậu quả thôi là rất nhiều thầy cô biết việc đó và không cho mọi người những cái đó nữa. Tức là không hề cho mọi người cái quyền truy cập vào cái chỗ để ôn luyện đấy nữa, hoặc là sẽ không offer mọi người ôn luyện nữa, thì mà chỉ dạy mọi người trên lớp như này thôi. Và đến cuối kỳ kiểm tra thế thôi, mọi người không muốn ôn nào cả. Thì cái đấy nó là cái rất chi là nguy hiểm đối với cá nhân chính sinh viên của mình nhé. Tất nhiên là chẳng nguy hiểm gì mình đâu, vì mình học xong rồi, nhưng nguy hiểm với cái lứa sau. Thì cái đấy nó hơi đấy. Mà xong rồi một số bạn lại còn có trường hợp gọi là nhờ, cái này nữa cũng lưu ý là nhờ hoặc là thuê người khác làm bài bài test hộ ấy, bài kiểm tra. Ví dụ như kiểu dạng như cô này là cô cho mọi người làm bài test online ở nhà, tình trạng thuê người có thì có thôi, chả quan tâm đâu, vấn đề cô chả quan tâm, bạn thích làm nào làm đó. Thế nhưng mà lưu ý là đôi khi ấy, cái người nó làm hộ mình ấy, nó làm hộ một phần thôi, nhưng trong quá trình làm ấy, họ không tập trung vào làm hết đâu, họ lại tập trung để họ giữ lại cái đề nữa, vì họ muốn giữ lại cái đề để đi gọi là đi dạy trong cái lớp dạy thêm của họ chỉ có nhờ người làm bài hộ cũng lưu ý cái điểm đấy, chứ không có làm thì ít mà giữ làm hộ để giữ lại đề thì nhiều. Thì đấy là chia sẻ một xíu với mọi người về cái tài liệu học thôi, tức là tài liệu lúc nào cũng gửi cho mọi người rất thoải mái, vì vấn đề là nếu không gửi thì mọi người không có gì để học, hoặc là nếu bắt mọi người ghi lại thì cô thấy nó hơi vất vả, vì bản thân cô là người không thích ghi chép, cá nhân cô là người không thích ghi chép, chỉ thích nghe thôi. Thế nhưng mà khi gửi cho mọi người nghĩa là cái gì cũng sẵn sàng gửi, thì có lẽ là mọi người nên tôn trọng tác giả một xíu, thế không? Hoặc là tôn trọng cái bản quyền một xíu.
tránh trường hợp là giống như nhiều bạn còn bán cả cái record bài giảng. Cô cũng không hiểu tại vì sao luôn ấy. Mọi người có thể share cho nhau thì cảm thấy bình thường. Ví dụ như record bài giảng của cô, thấy một số bạn bán hoặc share nhau thì có thể là cảm thấy bình thường, bán thì cảm thấy nó hơi hơi thiếu tôn trọng rồi. Thì chap số 10, cái thơ mà em mở cho mọi người nha, nó nằm ở chap số 10 đây này. Nó ở chap số 14. Ấn vào thôi là ra cái phần terminology á. Này. Đây này, đó. Thế còn mấy hôm nay mình sang chap số 15. Bây giờ nha, sang chap số 15. Đâu rồi, kéo mãi không đâu. Vẫn là financial statement under UK GAAP, nhưng bây giờ financial statement of sole trader and partnerships thì sẽ có một số cái sau. Những cái này là phải để ý nha. À không phải để ý đâu, mà những cái này là phải ví dụ về sole trader nhé, thằng này chẳng có gì, nghĩa tất cả mọi thứ nó vẫn similar. Terminology and format, terminology vẫn thế, format vẫn thế, under UK GAAP chẳng có gì cả. Chỉ một cái nó hơi khác một tí là cái này. Thứ nhất là tax is not included in sole trader account. Lý do vì sao tax is not included? Vì thằng đây này, vì thằng 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 sole trader ấy, no legal identity separated from its owner. Thằng 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 này này, cái thằng sole trader bạn thấy nó không có entity, nó không thỏa mãn cái điều kiện gì nhỉ? Entity concept. Nó không có legal identity separate from owner, tức là gì? Nợ của doanh nghiệp là bao nhiêu thì nợ của chủ là bấy nhiêu. Thằng này liability là bao nhiêu thì nợ của chủ bấy nhiêu. Không, chứ không phải là nợ nợ limited liability trong cái phạm vi góp vốn thôi nhé. Thằng này là nợ là bao nhiêu thì người chủ nợ bấy nhiêu. Không không có cái gọi là limited liability. Do đó là cái liability on tax này đó thì là liability của owner not business. Thế thôi, đấy là lý do vì sao mà no tax expense in the profit and loss account, no tax creditor in the balance sheet. Chỉ vì đơn giản nó thằng này không phải là thằng limited liability company, nợ của công ty chính là nợ của chủ. Tiếp nữa là no formal requirements headings in profit or loss account. No formal requirement headings tức là gì? Mọi người tưởng tượng là bình thường khi bạn mọi người nhớ lại khi mọi người làm cái profit and loss account nhé. Đầu tiên của bạn là turnover này. Sau đó bạn viết cost of sale này, sau đó bạn viết là gross profit này, sau đó bạn viết về distribution cost này, sau đó viết admin expense này, các thứ đấy. Thế nhưng thằng này thì không không phải tuân theo cái đó. Nó có thể như thế này. Để xem có cái nào cho mọi người nhìn xem. Đây. Nó có thể dùng sales, không nhất thiết dùng turnover. Đó. Cost of sale này, gross profit này, expense của nó có thể liệt kê expense như này. Thế thôi, thì đây là loại cơ bản nhất mà ngày xưa các bạn vẫn học đó. Vì hồi bạn mới học cái môn này này. Thì nó là cái này. Đấy. Chỉ thế thôi, net profit sao? Không có tax. Thì đấy chính là cái ý nghĩa của cái việc nó bảo no formal requirement. Cái chap này đọc đọc trong sách nhá, vì trong slide nó hơi ngắn, nó giống như chap số 14 ấy, trong slide nó có ghi gì đâu. Và cuối cùng thì mình có owner interest. Owner interest bạn có thể hiểu gần như là equity đấy. Đó, owner interest thì half of balance sheet so opening capital này plus capital này bla 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 đó. Nói chung là đây. Ở đây nhưng mà có một câu là quan trọng nha. No requirement for sole trader to produce statement of change in equity. Thằng sole trader thì không phải prepare statement of change in equity.
doanh nghiệp đã bé tí rồi, này cũng chả được gọi là doanh nghiệp đâu, nó chỉ được gọi là một business thôi, một business bé tí rồi lại còn đòi lập statement trên GPT đó. Thế còn cái phần ownership interest chính là phần equity của nó nhé, thì nó phải trình bày như sau, mình nhìn nhé. Đây ví dụ, đây nhìn cái phần example nhé, bạn vẫn có phần balance sheet này, bạn vẫn có fixed asset này, free land and building này, land and machinery này, vẫn có current asset này, stock này, debtor này, debtor chính là receivable đây đó, cash này, current liability nhé, vẫn có accruals này, creditor này, thế xong có net current asset nhé, đó. Xong lại có non current liability nhé, cuối cùng bạn sẽ có net asset nữa cơ, thằng này còn ghi thiếu net asset. Thế còn phần ownership interest chính là phần equity của mình đấy, thì thằng này trình bày đúng theo công thức mình học, cái công thức mà bạn tính 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 closing equity ấy, nó lấy opening capital này cộng với capital introduce này cộng với profit for a year này trừ đi drawing này, bạn ra được closing capital. Nghĩa là cái phần ownership interest của nó thể hiện cả movement này luôn đó, thế nên nó không cần change in equity đấy. Thì đây là về mặt format thôi nha, nó chỉ có thế thôi, format của thằng sole trader. Thì thằng sole trader là thằng 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 dễ, nó chả có gì tưởng tượng sâu chứ, nó giống như là thằng cứ có copy ở cổng trường ấy, thằng bán chè bán vết the stylist cái gì đấy ở trước cổng trường mình ấy, là ra sâu trader, nhưng nó chỉ đơn giản chỉ có vậy thôi, nó chả còn gì phức tạp hơn nữa hết. Đấy, tiếp theo về partnership, partnership nha, thì là mình học từ 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 chat số, chả nhớ là học từ môn nào ấy, môn này thì như chắc đầu tiên cũng học. Partnership, business runs by two or more people together, nó cũng not a separated entity so tax not appear on the account. Thằng partnership này cũng giống như thằng sole trader, nó chỉ khác một cái thôi là nó được run bởi two or more people, chứ ngoài ra chẳng gì khác nhau cả, vẫn giống như thằng kia, tức là bạn cũng có thể là một cửa hàng photocopy nhưng mà hai người làm chủ chẳng hạn đấy. Thì vẫn một lần nữa thằng đấy là liable, là nợ của cửa hàng hoặc nợ của business là bao nhiêu thì đấy chính là nợ của chủ, chứ không phải là chỉ là limited liability đâu nha. Đây này, nó có cái này not separate legal entity, và đấy cũng là lý do vì sao mà tax nó không appear in the accounts. Accounts ở đây có nghĩa là financial statement, cái từ accounts này nghĩa là financial statement. Thế còn khi cái partnership này nó run by two more people thông thường thôi, khi mà hai người cùng mở hoạt động ấy, thì người ta sẽ ký một cái gọi là partnership agreement. Thế thôi, thông thường là như thế, nghĩa là về mặt giấy tờ là đàng hoàng là có. Thế còn trên thực tế thì đôi khi là có thể không cần thiết, tức là có thể không có cái partnership agreement, vẫn cứ hai người làm việc với nhau thôi. Nhưng mà như thế thì bạn sẽ thấy là cái độ sự rủi ro trong cái việc kết hợp làm ăn nó sẽ hơi 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 cao. Thế còn đối với trong là party là những người cùng người chủ sở hữu nha, party là những các chủ sở hữu đó, thì agree on appropriate the profit made by the business each year, sometimes salaries gì đấy, profit sharing ratio, thì mình sẽ nghiên cứu ở dưới. Ở đây nó cũng ghi luôn là partnership thì formally established with written agreement, however thì nó có thể là no written agreement exists. Ở đây nha, có một số cái thuật ngữ này nhớ lưu ý nha, cái này này, cái đống này này, capital của nhá, thì là cái phần mà each partner put in a share of any minimum fixed amount should be stated. Đây là trường hợp mà hai, ví dụ hai hoặc ba hoặc nhiều người ấy cùng góp vốn, thì vốn góp của mỗi người nó chính capital. Thế nhưng vấn đề là có một cái này gọi là minimum fixed amount stated, tức là đội vốn ấy là người ta gọi một số là ít nhất là phải góp được này
Đấy, minimum fixed amount. Mình có interest on capital. Thì ở đây nó bảo là partner can pay themselves interest at agreed rate on the capital they put into the business. Và cái thằng interest on capital này thì treat as a profit appropriation. Thế còn partner salary thì trong trường hợp mà cái người chủ sở hữu đấy có thể pay themselves thì cái thằng này cái phần partner salary này nó cũng là một cái an appropriation of profit. Appropriation of profit chính là cái phần lợi nhuận mà đây này. Họ đã dùng cái từ đấy ở đây một lần nữa này. Party này, agree on how to appropriate the profit này. Gần như bạn có thể hiểu gần như kiểu dạng phân chia lợi nhuận ấy, khi làm ra thì phân chia như nào, nôm na là như thế. Đấy. Thì cái phần partner salary nha, nó là một cái unappropriation of profit chứ nó không được coi là profit and loss account expense. Nó không được coi là chi phí của doanh nghiệp mà nó phải coi là một phần appropriation of profit. Tuy nhiên thì cái phần này nó sẽ được give to each partner before the residual profit. Before residual profit share out in the profit sharing ratio. Thì bạn đã có khái niệm mới là profit sharing ratio là cái gì? Thế còn residual profit thì hiểu rồi, đây là phần lợi nhuận còn dư lại. Nó giống như residual value ấy. Mình gặp rồi thì residual profit chính là phần lợi nhuận còn dư lại. Thế còn cái profit sharing ratio nha, thì nó chính là agree to share này, partner agree to share nhé. Nó sẽ chia cái phần residual profit là lợi nhuận còn dư lại. Dư lại từ đâu? Dư lại sau khi trả salary này. Em trả salary to each partner này. Before the residual profit. Như vậy là mình trả lương xong. Hoặc là một số cái chi phí khác nữa nhé. Trả xong thì mình còn một phần residual profit. Và cái phần này sẽ được agree to share after interest and salary này. Đấy. Agree to share như thế nào? Ví dụ, cái phần residual profit này, nếu mà hai thằng cùng làm việc với nhau, share 5 năm, thì mỗi thằng được một nửa, giả sử thế. Thế thôi, thì đấy, đấy gọi là profit sharing ratio, share 5 năm. Hoặc là ví dụ ba thằng bắt tay làm với nhau thì share 3 3 4, tức là tao ăn 3 phần, mày ăn 3 phần, thằng kia ăn 4 phần. Thế thôi, nhưng mà đấy là ăn share trên cái residual profit nha. Trước khi có residual profit là bạn đã phải tính phần trả lương này, ngoài ra tính cái phần interest on capital này. Mình có một khái niệm nữa đấy là guarantee minimum profit share. Thế này đôi khi bạn sẽ gặp với trường hợp là một cái partner nào đó trong công ty ấy. Thế thì thông thường bạn gặp trong trường hợp là cái partner nó quá quan trọng, tức là công ty cần giữ lại những người đó. Nhiều khi thậm chí cho dù họ chả làm gì, tức là họ chả làm gì nhưng mình cần giữ người đó, vì có người đó thì công ty hoạt động được. Đôi khi chỉ cần sử dụng mặt hình ảnh thôi, chỉ cần có tên tuổi và hình ảnh người đó thì người ta hay guarantee một khoản minimum profit share đó. Thế thôi thì đấy nó chữ tại mặt thôi. Cái thằng partner đó nó sẽ được hưởng một cái mức profit share tối thiểu, tức là bình thường nếu bạn cứ share theo đến chính chính thì tụi này bạn trả cho người ta interest on capital, chứ bạn trả cho ta salary nhé, nếu có nhé, thế xong bạn profit sharing ratio đấy. Thế nhưng mà nếu trả theo kiểu này xong nó vẫn ít hơn cái mức mà guarantee này thì bắt buộc là mình phải trả họ cái mức guarantee. Thế còn nếu nó đã nhiều hơn rồi thì thôi. Joint thì cái thằng partner can withdraw profit. Đó, like sole trader, nó có thể rút profit ra khỏi doanh nghiệp. Tuy nhiên thì nó có agree on put a limit on how much they should draw. Nó sẽ agree to put a limit on how much they should draw. Vì đơn giản là đây là nó khác thằng sole trader. Sole trader mà mình làm chủ mình thích rút là rút. Nhưng mà partnership agreement đó, thì sẽ là ít nhất là hai người làm chủ thì không phải thích lúc nào rút vốn là rút được đó. Thì cái này nó tất cả mọi thứ đều cần phải agree. Các bạn cứ thấy toàn dùng cái từ agree này vì hai người ít nhất mà, nhưng kiểu gì cũng phải thỏa thuận với nhau đồng ý. Thì bạn hãy gọi là interest on joint này thì được treated as a
Negative appropriation of profit. Đó. Thế còn cái từ appropriation profit nó là cái gì ấy? Thì ví dụ như vừa nói xong đấy, bạn chỉ hiểu đơn giản là cái việc phân chia lợi nhuận thôi. Ví dụ như đây nhé, nhìn này, thằng Bill and Ben partner sharing profit này, in profit sharing ratio. Cái từ này profit sharing ratio nha, là 2:1. Như vậy tưởng tượng là cái phần residual profit, cái phần lợi nhuận còn dư lại sau cùng ấy, sẽ chia thằng Bill 2 phần và thằng Ben 1 phần. Thế thôi. After they take salary of 10 pound, 10k per year, net profit before, đây là net profit before deduct salary là 26. Thì bạn sẽ thấy là như vậy về mặt chia tiền nhé, profit của mình là 26, thì mình phải trả cho mỗi thằng 10.000 tiền lương đã. Vì đây này, they each take salary, mỗi thằng lấy 10.000 tiền lương. Đây này, thằng Bill lấy 10.000 tiền lương nhá, thằng Ben lấy 10.000 tiền lương nhá. Đó, như vậy là chỉ còn có 6 thôi, lãi được 26. Bây giờ trả lương xong thì còn có 6. 6 này sẽ chia theo profit sharing ratio là 2:1. Thì như vậy thằng Bill sẽ lấy 2 phần, thằng Ben lấy 1 phần. Đó, chốt lại total profit share đây, 14 và 2. Thế là xong. Thế thôi, chỉ đơn giản thế thôi. Lãi 26 thì một thằng lấy 14, một thằng lấy 12. Xong. Thì ở đây guarantee minimum profit share cũng thế. Nó sẽ là lấy đây, ví dụ chỗ này. Thằng này nhá, guarantee minimum profit share, nguyên tắc làm việc giống nhau mà. Các bạn chỉ cần nắm được nguyên tắc làm việc là cứ chia chia tiền thôi. Ba thằng này làm việc với nhau này, nó share profit ratio là 2:2:1. Đó. Tức là hai thằng đầu thì lấy 2 phần, thằng cuối cùng lấy 1 phần. Thế nhưng cái thằng đó, thằng Zelda này thì lại có guarantee minimum profit là 18 ngàn. Đó, thằng này một guarantee profit 18 ngàn, net profit for year là 75. Nếu không nhắc gì đến lương và interest, không nhắc gì đến salary và interest, thì coi như là lấy luôn cái 75 này, chia 5 phần. Mỗi thằng đổi để đủ thì bạn sẽ thấy là nếu 75 này mà chia cho 5 phần, cái thằng Zelda là lấy 1 phần, thì nó chỉ được có mỗi 15 thôi. Trong khi nó được guarantee là 18, nó là guarantee minimum profit là 18. Thế nên lúc đấy bạn phải chia cho thằng Zelda trước là 18, phần còn lại bạn chia 22. Đó, cái chỗ này phải chia trước thằng Zelda 18, phần còn lại chia 22. 22 cho cái thằng Sita và Nisha này. Thế thôi. Đó, thì lấy 75 này, trừ đi 18, phần còn lại chia đôi. Thì tính thử một vài câu xem. Đó, bài tập của mọi người phần này chủ yếu là vào cái phần đấy thôi, các bạn làm mở bài thế, còn vào cái đấy thôi. Đây, ví dụ câu này, check lại đáp án đi vì chưa chắc đáp án đúng đâu. Check thử xem có ra được đáp án D không. Hai thằng này nhất là partnership này, sharing profit and loss ratio là 2:1 này. Như vậy là thằng Alice sẽ là 2 phần, Betty là 1 phần. Year end là 30 tháng 6. Nếu còn vào ngày mùng 1 tháng 1 năm X4 thì thằng Kat join your partnership and new profit sharing là 532. Thì nó hỏi profit for a year ended là 520. After charging expense of 4,000 first 6 months of the year, remainder profit accrual evenly over the year. Thì nó chỉ hỏi Betty social profit share bao nhiêu, tính thử xem có ra được đáp án D không.
Thế câu này có ai cần phải chữa không nhỉ? Thấy các bạn ra đề đấy. Có cần phải chữa câu này không nhỉ? Hay thôi. Ok, chỗ bài này nhé. Thế đây bạn thấy là cái thằng này nó bảo bạn phải tính được cái phần profit của nó xong mới đang đi chia. Thế thôi. Và đây bạn coi đây là hai giai đoạn. Như giai đoạn thứ nhất là bạn chia tỷ lệ này và giai đoạn thứ hai bạn chia tỷ lệ này. Thế bạn sẽ coi coi như đây là profit cho hai giai đoạn luôn, mỗi giai đoạn như một một nửa. Thì cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn đến gọi là 6 tháng đầu tiên đấy, là từ ngày 30 tháng 6 cho đến trước cái ngày này, trước khi thằng khác nó join vào partnership. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn thằng này trở đi. Thì mình mới trình bày nào ở chỗ này được nhỉ? Thì giai đoạn thứ nhất nhé, là từ ngày 30 tháng 6 năm X3 cho đến ngày 31 tháng 12 năm X3, là trước khi thằng Beth nó join vào partnership của mình. Giai đoạn thứ hai sẽ là giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm X4 cho đến hết năm tài chính là ngày 30 tháng 6 năm X4. Đây là giai đoạn mà thằng Beth nó join vào mình đây. Thì việc bạn chỉ tính lợi nhuận trong chia thôi. Chỉ có mỗi một điều là bây giờ nó cho lợi nhuận 1 năm. Nó cho bạn lợi nhuận là 1 năm nhé, là 520. Và nó bảo cái lợi nhuận này, 520 này là after charging in expense là 40.000. Mà expense này chỉ relate to first 6 months of the year thôi. Như vậy expense này nó chỉ liên quan đến cái kỳ này thôi. Thì việc của bạn là làm thế nào để tính được là thế thì lợi nhuận của mỗi kỳ là bao nhiêu? Total là 520 đúng không? 520 sau khi charge expense là 40.000. Thế còn remainder profit thì accrue evenly over the year. Cái từ accrue evenly tức là nó sẽ chia đều. Tức là profit sẽ là chia đều hàng thả hàng trong trong suốt cái năm đấy. Thì để tính được profit trong giai đoạn này, hay có thể dùng cái từ chính xác nó là residual profit. Mặc dù ở đây nó không có residual, ta chỉ dùng cái từ residual profit trong trường hợp là cái profit đấy nó dùng để trả lương, trả interest, phần còn lại thì người ta gọi là residual. Ở đây dùng cũng được, tôi trả được thôi. Nó sẽ bằng 520, cái này tính toán về mặt toán học thôi. Mọi người cộng với 40 ngàn nữa. Mọi người chia đôi. Thì cái này này, nó chính là profit của 6 tháng sau. Thì ra đây được là 506 chia 2 là được 208. Thế còn muốn tính profit của 6 tháng đầu tiên thì bạn nhớ trừ đi phần chi phí thì còn 240. Cái này là tính toán về mặt toán học thôi. Thì bạn sẽ tính là trong 2, trong 520 ngàn này thì profit của 6 tháng đầu tiên là 240. Đó, profit của 6 tháng cuối năm là 208. Tại vì sao profit 6 tháng đầu tiên là 240? Vì nó bị dính 40 ngàn tiền chi phí nữa. Còn 6 tháng sau thì không bị dính. Thế xong việc của mọi người là đi chia cái đống này thôi. Betty, cái phần của Betty trong này này là một phần. Petty Profit Share ở trong cái cục này là một phần. Thế còn ở trong cái cục này thì là 30%. Đấy. Thì như vậy là bạn sẽ có Petty Profit Share trong cái cục này. Đó. For the first 6 months. Hoặc ở trong này luôn bằng mọi người lấy 240 này chia đúng tỷ lệ thôi, chia 3 mà nhân với 1 vì phần của Betty được có một phần thôi, thì chỗ này bạn ra được là 80 hay sao ấy, 80. Thế còn tiếp tục ở chỗ này thì cái phần của Betty bạn chỉ được 30% thôi, thì lấy 208 này nhân với 30% thì ra được ở 83 24 23 6 8 84 à, hay là 84, 84. Đó, thì cộng hai phần này lại, đây là profit share của 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm. Đó, thì những cái này thì nhớ tách thành hai giai đoạn, coi như là hai hai giai đoạn khác nhau.
Không, chị phải nghĩ cả cái này giống như cái phần ngày xưa mình học cái phần gì cũng suốt ngày chia thành hai giai đoạn đấy. Thì đây tương tự, một thằng này dài quá thôi bỏ qua đi. Đây nó hỏi câu 4 này. Tính thử xem có ra được D không? Vẫn tính thử nhé vì chưa chắc đáp án nó đúng đâu. Cái này không có số 4 đâu, chắc số 4 là bị lẫn lộn đâu đấy. Thằng này in partnership này, sharing profit là 32. Thì xong đến first July lại một thằng join vào, như vậy là chia thành hai giai đoạn nhé. Giai đoạn đầu tiên chỉ có hai thằng thôi, giai đoạn thứ hai là ba thằng. Thử xem có ra được D không. Nghe check câu này nhé. Câu này nó cho bạn là tương tự câu trên, nhớ thì hai giai đoạn ra. Thì giai đoạn thứ nhất, ở đây nó không có chi phí gì cả, nó chỉ có mỗi profit accrued evenly over the year. Và profit là 450 thì bạn chia thành một nửa đầu năm, vì đến mùng 1 tháng 7 cơ là 6 tháng đầu năm sẽ là một nửa chỗ lợi nhuận này, 6 tháng cuối năm một nửa chỗ lợi nhuận đấy. Chia thôi. Thì 6 tháng đầu năm cái đống đấy, cái chỗ này chắc là phải kẻ cái bảng thôi, thì nó sẽ 1 2 3 4 5 5 cột. Thì mình sẽ có cột thứ nhất là cột của thằng là gì nhỉ? Declan này. India này. Chết rồi. Và thằng join thêm vào là thằng này. Total. Đấy. Thì mình có là đầu tiên nhá, 6 tháng đầu năm nhá, first 6 month. First 6 month thì bạn có lợi nhuận của mình nhá sẽ là 240.
thằng này mình có profit, đúng là dùng residual profit là 240, à sorry 450 mà chia đôi thì ra được 225. Thế xong mình có 225 này thì chia theo tỷ lệ thôi. Tỷ lệ cái thằng đầu tiên thì thằng decline được 2 3 phần, thằng integer được 2 phần. Thì lấy con nào chia 5 nhân 3 là ra phần của decline. Đúng được bao nhiêu đấy? 225 chia 5 nhân 3. Thằng này được 135. Phần còn lại của thằng này thì là được 90. Nếu mà lúc đấy chưa có thằng này, total lại được đây. Thế còn second segment phần tiếp theo thì cái residual profit của mọi người nó không phải là này. Phần tiếp theo mọi người có profit, profit nha thì là 225 đó, thì total vẫn là 225. Nhưng mà tuy nhiên con này ấy nó lại dùng để trả lương. Con 25 nó còn trả lương nha. Đây này. Under the new partnership agreement thì profit sẽ được share và nó sẽ được trả lương, thì lương sẽ tính trước khi bạn tính residual profit. Cái chỗ này mình cần tính tính phần salary này. Salary trả cho thằng India là 40. Tức là thằng này là 40. Tuy nhiên lưu ý là đây là annual salary, là lương hàng năm. Mà trong khi ở đây mình chỉ được có 6 tháng thôi. Nên cái chỗ của thằng India chỗ này này nó chỉ còn có 20 half year. Còn six month thế thôi. Lương có 6 tháng thôi nha, lưu ý cái chỗ đấy, cẩn thận nhầm. Nên thằng này là 48 thì chia đôi rồi còn được 24. Đúng nhỉ? Đúng. Thì total lại nó sẽ là 44. Như vậy bạn sẽ thấy là cái phần residual profit của mình ở chỗ này này. Đó. Bây giờ nó sẽ bằng là 225 mà trừ đi 44 thì bạn ra được là 200 181. Thì lúc đấy mình mới lấy cái 181 này này, mình chia đều theo tỷ lệ 532. Đấy. Thì cái thằng này vẫn được 5 phần, thằng này được 3 phần, thằng này được 2 phần. 181 mà chia 10 xong rồi nhân 5. Nên ra được nhiêu? Ra được 90.5. Thằng này tương tự thì bạn ra được là 54.3. Thế còn thằng này thì ra được là 4 còn lại 36.2. Đó, chốt sổ 181. Thế thôi. Thì đấy, sau khi mọi người tính xong mọi người chốt lại thôi. Là đó, như vậy total lại, total số tổng lại là bạn ra tổng thằng này được nhận sẽ là chắc ở đây đấy. Copy lại sao? Đúng không? 60 200 này. 92 54 ở đấy. Tổng được nhận sẽ là đúng cái số này. Thế thôi, thì đáp án D đúng đấy. Thì tương tự khi mọi người làm bài cũng thế. Lưu ý mình cứ phải tính profit trước nhé. Để profit đấy phải chia cho salary và chia cho interest nếu có. Ở đây để nó không có sao, không có interest thì mình dùng salary thôi. Thì xong sau đấy mình mới có residual value, residual profit và cái phần này mới phải đi chia tiếp. Đó, thì về nhà làm thử những câu như này, bài nó toàn cái này toàn những câu như này thôi. Nếu mà đọc là mọi người sẽ thấy toàn như này hết này. Cũng đi chia current account chưa học thì bỏ qua nhé. Current account chưa học thì bỏ qua. Nhưng mà toàn bộ cũng này, profit sharing bao nhiêu này. Đó, total profit share này. Thì sao lại tiếp tục lại cũng đi tính final profit share này.
Đấy. Không biết câu này chắc là không làm được hay thế nào đấy, hoặc thiếu đề gì đấy bị gạch đi thì thôi bỏ qua. Đấy. Xong rồi how profit divided between này. Sao nhặt những câu cứ như thế mà cứ làm dần cho nó quen thôi. Ok, coi nghỉ nha. Đến 9 giờ 10 mình lại vào học nha. Nghỉ 30 phút đi, 9 giờ 10 vào học tiếp nha. Vâng ạ.